Các bạn nhìn nè, mình nói đúng là cái tay mình hơi giống như là khoái mua đồ. Các bạn thấy đồ on sale cái là mình mua mấy cái bông này. Nhà mình cũng có khá nhiều á, nhưng mà cái màu này hình như mình nhớ mình chưa có cái amaryllis này các bạn. Christmas lúc hồi Christmas đó, người ta bán tới ha 6-7 đồng một cái hũ này luôn, cả luôn cái chậu nè, rồi cái bông để cho mình về mình trồng. Nhưng mà hôm nay á, mình mua chỉ có 1 đồng 24 sen một cái này thôi. Mình thấy nhiều quá cái mình gom hết về nhà luôn. Phải nói rằng á, mấy cái cây bông này á bạn, nhà của Nhật Thanh á, có đủ màu hết trơn hết á, màu trắng, màu hồng, màu đỏ, màu xanh, rồi đủ thứ hết trơn. Rồi á, có lẽ rằng các bạn chưa thấy được cái bông màu vàng với màu xanh đâu, cũng đẹp lắm. Nhưng mà cái củ màu vàng á, Nhật Thanh á, mới trồng nên chưa có nhiều. Phải nói rằng á, mình đã có cái tật đó các bạn, mỗi lần á, đi á, thấy mấy cái cây mà hay cái gì on sale không kèm tay là mua nhiều lắm. Có mấy củ bông này cũng, các bạn biết không, cái này là người ta trồng á bằng sơ dừa bên Việt Nam mình á, người ta trồng khi mà bỏ vô đây á nó nở ra rất là nhiều, nó đầy cái hũ này luôn và nó giữ nước cho rất là tốt nha các bạn, giữ nước rất là tốt. Bởi vậy á, các bạn để ý á, khi mà mình coi những cái phim về nông trại này nọ, người ta trồng cây, trồng dưa leo trong cái bịch á, mà mình nói ủa sao mà cây dưa leo nó tốt quá, nó phát triển rất là tốt mà mình không biết người ta sử dụng đất gì. Thật ra các bạn biết đó, người ta sử dụng cái sơ dừa này nè, cái sơ dừa này khi mà mình trồng như vậy á, nó giúp giữ đất ẩm ướt rất là lâu mà cây nó lại tốt nữa, mà không cần đất nhiều nữa. Bởi vì Nhật Thanh hay khoái coi những cái phim về trồng cây này nọ các bạn, nông trại này nọ, mình thấy người ta trồng thấy nó vui mắt lắm. Wow, các bạn thấy, trời ơi, mình ha mua ha cả tuần nay rồi mà mình làm biếng mình không lấy ra. Bây giờ wow, cái cây này nó mọc lên cả bông luôn rồi, tội nghiệp không, trời ơi. Các bạn thấy nè, nó mọc lên cả bông. Cái cây này về các bạn biết không, mình về chỉ cần hả mình á tưới nước là nó lên bông liền à. Mà bây giờ Nhật Thanh mới lấy ra mình tưới để cho tới Tết đó các bạn. Ở trong nhà mình nó nở rộ lên rất là đẹp. Wow, cây nào cũng mọc lá lên hết trơn, một bông. Mà sao lẹ ghê. Cái màu này nhà mình có nè, mình mới có một củ mình mua, nhưng mà cái màu này mình chưa có nè. Cái màu này thì mình nghĩ nhà mình có rồi, nhưng mà tại vì mình thấy nó on sale thôi mình mua luôn các bạn. Cái củ này mình nhớ mình có khi các bạn mà mua cái củ bông này mà nó lớn quá cũng hả 10 đồng một củ chứ không phải ít đâu. Mình mua ở Walmart đó các bạn. Mình phải nói rằng tại vì cái khu của mình nó hẻo lánh nên á, các bạn biết không, cái khu của mình hẻo lánh, bởi vì trong Walmart của mình á bán đủ thứ hết trơn á, để cho tiện nghi cho người ta đi chợ, giống như chồng bán cây, bán đất, bán đồ rất là nhiều. Các bạn thấy nè, cái chậu này cái bông cũng chuẩn bị nó lú cái mầm lên rồi, và bảo đảm á, mình tưới nước chừng trong khoảng coi chưa tới tuần nữa bông nó sẽ mọc lên cho coi. Mà năm nay mình không biết Tết vào mấy tay nữa, hình như là không biết có phải mười mấy tay hay không. Các bạn thấy cái củ cũng bự ghê á, bự ghê. Các bạn nhìn nè, cái củ mà thật là bự á, mình thấy họ bán cũng 10 đồng mấy,
10 đồng mấy, nhiều khi mà mấy đồng một củ á các bạn, chứ không phải rẻ đâu. Đó, đây là thành quả mà hả mình á, mua nè. Có lẽ rằng á, các bạn nãy giờ rất là muốn nghe Nhật Thanh nói về câu chuyện lá dứa, thì phải nói rằng á, có nhiều bạn nhờ Nhật Thanh á, mua lá dứa giùm cho, nhưng mà có lẽ rằng Nhật Thanh sẽ không mua đâu. Tại vì á, Nhật Thanh đã mua giùm cho một người bạn, tại vì mình mua giùm các bạn rồi mình ship đi, thì khi tính ra nhiều khi ở đây gửi, tuy rằng á, mình gửi giống như là cho cái thùng nó đi cho lẹ, nhưng mà tới thí dụ hôm nay Nhật Thanh gửi thì cách 2 ngày sau mới tới, giống như hôm nay thứ bảy đi mình gửi, thì tới thứ có thể thứ ba người đó mới nhận được các bạn. Bởi vậy cái cây lá dứa nó bị yếu, nó bị yếu, nó không có tốt. Bởi vậy rồi khi mà về bạn bạn đó trồng trồng rồi cái cây á chưa tới 1 tuần là nó đã chết rồi. Bởi vậy Nhật Thanh nghĩ trong đầu á là mình sẽ không có mua lá dứa giùm, tại vì á mình thấy uổng tiền lắm các bạn. Tại vì có những bó tới 2 đồng mấy, có nhiều bó lại mắc, tại vì bó bự bó nhỏ thì có bó tới 4 đồng mấy một bó lận. Bởi vậy Nhật Thanh thấy không có đáng để mua những cái lá dứa này mà mình trồng phải mất thời gian, mà nhiều khi nó yếu rồi nó bị chết nữa. Bởi vậy Nhật Thanh hôm nay xin chia sẻ với các bạn một cái website mà mình phải lên đó mình chịu khó một chút xíu. Tại vì cách đây khoảng chừng 4 5 ngày thì Nhật Thanh có lên trên đó mình coi lại, thì quả nhiên họ có bán cây lá dứa các bạn ở bên Sri Lanka nha. Mà khi họ gửi qua bên mình ít nhất cũng phải là, Nhật Thanh nghĩ trong đầu là 2 tuần mới tới, và họ bán 22 đồng 4 cây lá dứa con, và tiền ship chỉ có 6 đồng 90 sen là các bạn. Tính ra là cho khoảng 30 đồng đi mà mình được tới 4 cây lá dứa lận. Và có chỗ thì bán 28 đồng 6 cây, và tiền ship thì có 6 đồng 90 sen thôi, khoảng chừng là 35 đồng mà mình được tới 6 cây lá dứa lận các bạn, 6 cây lá dứa. Bởi vậy Nhật Thanh thấy ở trên bán khá rẻ đối với mình mua ở đây. Mình mua ở đây nhiều khi 35 đồng một cây, mà những người bán lá dứa ở đây, ở vùng lân cận ở đây họ bán rất là mắc, nhiều khi bán tới 40 mấy đồng một cây lận. Rồi Nhật Thanh thấy có chỗ, Nhật Thanh cũng mua giùm cho một người bạn ở trên, mua trên eBay á các bạn, thì Nhật Thanh mua 10 cây lá dứa thì cũng 60 đồng, 60 đồng thì đó, tính ra là 6 đồng một cây, thì nói chung là trung bình như vậy. Thì Nhật Thanh thấy ở trên eBay, nhưng mà họ bán rất nhiều chứ không phải ít nha các bạn, rất nhiều. Nhưng mà có cái rằng trong vòng 1 ngày là thấy hết liền à. Không, Nhật Thanh không hiểu tại sao ai mua rất là lẹ, mà họ không phải là họ bán chỉ có một 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 cái bốn bốn cây không đâu, họ giống như họ bán 10 lần hay 20 lần giống vậy, mỗi lần bốn cây như vậy các bạn, mà người ta mua rất là nhiều, mua rất là lẹ. Bởi vậy các bạn mình nên chịu khó, giống như rằng mình thường xuyên mình check trên eBay mình coi. Thực sự ra mấy cái này Nhật Thanh không, khi mà mình chia sẻ với các bạn cái chỗ bán cây, những cái chỗ bán cây này á, thì mình không có ăn một cái tiền hơi hồng gì trong đó đâu, nhưng mà tại vì Nhật Thanh thấy họ bán cây rất là rẻ so với mình mua bên đây tới 30 mấy đồng một cây, quá cái đó quá mắc các bạn. Nhật Thanh thấy cái đó là hơi quá đáng. Nhật Thanh nói thiệt luôn, cái cây lá dứa nó đâu có khó trồng gì đâu, mình thấy thật sự cũng không có khó gì lắm mà sao mà bán mắc quá à. Thì các bạn lên trên eBay mua, chứ nhờ mình mua cũng vậy thôi. Mình mua về xong rồi á, mình mua về xong rồi cái cây mình gửi đi nó mất sức nữa. Mình mua về mình đâu có gửi được liền các bạn, mình phải rảnh rồi mình mới gói được. Mình gói xong rồi mình gửi xong rồi đi tới các bạn là cái cây nó đuối sức rồi,
về là nó trồng không được là nó chết liền, tại vì cái rễ nó không có được nhiều. Mà trong khi á, Nhật Thanh đã mua từng mua rồi, và Nhật Thanh đã chia sẻ với các bạn rằng mình cũng mua trên eBay về cái cây lá dứa này, phải rằng khi mà họ ship tới cái cây cái rễ khá tốt, nên bởi vậy mình mua về mình ngâm các bạn, mình ngâm cho cái rễ nó phát triển thật là tốt rồi mình hẳn trồng xuống dưới đất. Chứ các bạn đừng có trồng liền xuống dưới đất thì nó rất là yếu. Mình phải ha tắt mấy cái này lại cho nó, mình mới tưới nước á, cho nó gì lại. Mình mua về là mình cứ quăng qua một góc không thèm để ý nó, tội nghiệp ghê không. Và các bạn chịu khó nha, mình chịu khó mình xiên một chút, mình cứ lên eBay mình check thường xuyên, họ lên hoài, các bạn lên bán hoài luôn, bán rất là nhiều, họ bán giống như là 20 item giống như vậy, mà lên chừng trong vòng 1 ngày 2 ngày là Nhật Thanh thấy họ bán sạch hết trơn à. Ai mua rất là lẹ. Và các bạn biết không, mình cũng có một cái website bán cây ha, của người châu Á rất là rẻ luôn, phải nói rất là rẻ. Mà mình cũng để ý rằng á, khi mà cây họ vừa ra bán là cũng hay hết liền lắm. Chẳng hạn như mình mua cây Somoche đi, Somoche bên Việt Nam mình, thì các bạn biết rồi, cái cây đó nó lớn rất là chậm, và nó lớn rất là chậm, và tới hình như là 5 6 năm mới có trái lận. Nhưng mà cái cây của người ta bán á, cao, mình thấy há cao 7 feet đó nha, 7 feet mà họ bán chỉ có hơn 150 mấy đồng thôi. Mấy cây ăn trái từ châu Á mình họ ca bán cao tay nhất, nhiều khi 150 mấy đồng, 120 mấy đồng, mà đủ thứ loại trái cây, đào mãng cầu, sambuche, trái dại, trái này kia. Cái website đó ha, bán cũng ha rẻ lắm, nhưng mà cũng hết rất là lẹ, phải nói rằng hết rất là lẹ. Vừa đăng lên là làm như Thanh để ý các nhà vườn sao ai để ý trên đó, lên trên đó mua là hết trơn rồi các bạn, lẹ lắm, không có tới tay mình đâu, phải nói rằng như vậy. Và nếu mà các bạn thích thích mà muốn coi cái website đó, thì Nhật Thanh vẫn cho các bạn cái tên website đó, mình để dưới phần miêu tả nha. Các bạn cứ việc vô trong đó mình xem rồi á, thứ nhất mình không biết cái cây người ta có nói thật hay không, mà sao rẻ như vậy, họ ship có tốt hay không, thì mình mua một cây trước mình coi như thế nào, rồi sau đó thì mình thấy ok thì sao mình mua nhiều hơn các bạn, nhiều hơn. Phải nói rằng họ bán rất là nhiều loại cây ở trên đó, và Nhật Thanh thấy rất là rẻ luôn. Mình để ký ha cái website đó ở dưới phần miêu tả, thì các bạn xuống phần miêu tả coi nha. Thì mình cũng không có vụ lợi vì trong cái để vấn đề này đâu, nhưng mà tại vì Nhật Thanh hay khoái kiếm những cái cây về của người châu Á mình á, thì mình rất là thích mình kiếm, mà cái giá cũng phải vừa phải thôi. Nhật Thanh thấy á, mình thấy có nhiều chỗ bán mắc quá mà mình thấy không đáng, với lại nhiều khi thấy tội nghiệp mình, để ý mình cũng tội nghiệp má mình lắm, mua mỗi lần cây sao mà hả mắc quá trời là mắc ha, nhiều khi 400 500 đồng một cây, cái đó là một cái không biết, mình nghĩ hơi quá đáng. Tại vì thí dụ á, mình trồng ít đi, vài cây mình bán mắc thì ok, nhưng mà khi mà mình trồng cây á, một cái vườn rất là rộng, mình đâu có khe tới đâu, mình trồng mà như một cái vườn rất là rộng, mình chỉ trồng mình quăng ở đó, rồi lâu lâu mình lại mình tưới nước mình lo thôi, mình đã bao nhiêu thứ, nhưng mà mình phải ha, mình bán số lượng nhiều mà, bởi vậy mình bán mắc quá cũng đâu có nên. Nhiều khi thấy má Nhật Thanh mua một cây 400 500 đồng hơi hơi quá đáng, nhưng mà cái cây đó đâu có lớn đâu. Mà phải nói rằng á, mình ở đây rất là sướng, tại vì mình tới những cái chỗ bán cây á, chẳng hạn như ở bên Texas nè, bán cây rất là rẻ nha. Một cây nhãn các bạn có thể mua ở bên Cali 200 đồng hay là 100 mấy đồng, mình mua bên Texas chỉ có 40 đồng thôi.
mình phải nói thiệt như vậy. Và cả ngay cái cốc hay cây gì các bạn mua hả, mấy trăm đồng hay trăm mấy đồng đi, mình mua bên đây chừng hả một cái cây ở bự ơi là bự, các bạn thấy cái cốc của mình không, có 60 đồng, có 60 đồng một cây. Bởi vậy tại vì người ta trồng số lượng lớn thì bán mình phải tính cái giá cả nó khác, chứ không phải là ví dụ mình trồng ít nó khác. Các bạn mình có cái nguyên cái vườn rộng thênh thang mình trồng thì mình phải tính cách khác, chứ mình đâu có thể nào tính một cái giá quá mắc như vậy. Bởi vậy người ta nói cái giá của giá sỉ nó khác, nhưng mà mình cũng không phải sỉ, còn quá nhiều thì thôi mình bớt cho người ta mình một chút xíu. Mà trong khi á, cái khí hậu bên Cali mình á, trồng cây rất là tốt, Nhật Thanh thấy nó thực sự ra rất là tốt, mà bán cây quá mắc, mình nói thiệt quá mắc luôn. Mà thường thường các bạn biết rằng á, những cái cây á, tới cái khu mình là ở bên bên Florida qua bên đây, và các bạn biết rằng mình nghe nói rằng lá dứa bên Florida rất là thơm nha, và cái chỗ mình bán á, họ bán lá dứa là bên Florida. Nhưng mà mình bảo đảm các bạn mua về trồng cũng không được đâu, tại vì cái thời gian mình mua mình gửi đi đoạn đường đi rồi tới ha, thế nào cũng ha chết, nó không có được tốt, tại vì nó ở ngoài á nó không có được chăm sóc ngâm nước này nọ kia nên uổng tiền lắm. Các bạn nên nhớ nha, mình lên thẳng trên eBay và mình chịu khó thường xuyên check trên eBay coi họ, giống như chẳng hạn như ngày hôm nay họ không bán hết, nhưng có thể tuần sau họ đăng lên nữa, họ đăng lên hoài à, các bạn đăng lên hoài à. Trời ơi, mình làm ha, đất nó rớt đầy nhà chết, quét chết luôn. Thì các bạn cứ check thường xuyên. Các bạn nghĩ đi, mình mua 36 đồng mà 6 cây lá dứa rất là rẻ, rẻ đối hơn mình đây mình mua 35 đồng chỉ có một cây thôi, mình nói thiệt. Mà để mình coi coi không biết lá dứa họ có bán hạt không, nếu mà họ có bán hạt á, mình mua một mớ hạt gì á, mình gieo một nùi hết luôn, mà mình không biết cây lá dứa có hạt không nữa, mình chưa có tìm hiểu về cây lá dứa có hạt hay không. Nếu mà có hạt á, mình mua về mình gieo một nùi để hả Nhật Thanh nói bà chị Nhật Thanh á, bà ha, trồng cây cũng hay lắm, mấy bà chị của Nhật Thanh á trồng cây cũng hay lắm, mấy cái lá dứa của chị á Nhật Thanh kêu nó chỉ á, rằng á, lấy ha giống như là để cho nó lan rộng ra thành một khu luôn. Rồi bán sỉ các bạn, bán lẻ bán lẻ người ta bán 35 đồng mình bán 15 đồng thôi bán sỉ. Wow. Thường thường mấy cái củ này mình trồng trong nhà bình chân á, thì mình không có lắp củ. Khi mà mình trồng bỏ ra ngoài vườn á, thì mình mới lắp củ, tại trong nhà mình để củ nó lú lên như vậy cho nó đẹp. Thì hôm nay á, Nhật Thanh á, chia sẻ sơ với các bạn, tại thì á, Nhật Thanh thấy các bạn hỏi Nhật Thanh rất là nhiều về cái cây lá dứa, rồi chỗ mình không bán rồi nhờ Nhật Thanh mua, nhưng mà Nhật Thanh đã làm qua một lần mình gửi đi rồi mình cảm thấy cái sự thất bại nên Nhật Thanh sẽ không có mua lá dứa gửi đi đâu các bạn. Bởi vậy các bạn chịu khó lên eBay mình check về cái vấn đề này. Và các bạn biết rằng mấy bữa nay Nhật Thanh thử cái phương pháp trồng cây mới, tại vì nhiều khi mình gửi những cái hạt giống như cây mãng cầu hay những cái hạt gì cứng các bạn gieo lên rất là khó. Và các bạn cũng tìm theo cái phương pháp của Nhật Thanh chia sẻ thì cũng khó lên, tại vì Nhật Thanh đã thử qua cái hạt mãng cầu dai, cái mãng cầu dai cái loại mới này cái vỏ nó rất là cứng nha, không phải là đơn giản và nó cũng rất là khó lên. Và Nhật Thanh đang thử một cái phương pháp gieo hạt giống mới, phải nói rằng lên cho dù cái hạt đó cứng cấp mấy nó lên lẹ cấp kỳ luôn các bạn, lên lẹ cấp kỳ luôn. Và để cái sự phát triển của những cái cây của Nhật Thanh như thế nào rồi á, mình sẽ chia sẻ với các bạn làm sao mình gieo hạt giống, giống như là người ta nói là bách chiến bách thắng á các bạn, là hạt nó chắc chắn nó sẽ lên, mình không có sợ rằng mình gieo và mình đợi tới cả tháng, cái đó là quá lâu, Nhật Thanh thấy quá lâu, 1 tháng mà hạt giống lên là quá lâu. Bởi vậy á,
Mình phải hai diêu sao mà bách chiến bách thắng và nó phát triển rất là lẹ luôn. Thì để cho cái cây của Nhật Thành nó cái hạt của Nhật Thành nó phát triển, rồi mình sẽ quay cái phim đó, rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Thôi Nhật Thành xin ngừng video ở đây và xin chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày vui vẻ. Mình làm cái này xong mình đi tưới nè.